Rồi hôm nay thì mình có thấy một câu hỏi trên Facebook trong cộng đồng HTML CSS của một bạn. Đó là bạn ấy hỏi là làm sao để có thể làm được cái tab mà giống như cái trang Tiki này. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi đâu đáp đó. Và mình là Văn Hồng Nguyễn. Mình sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi về HTML CSS. Có thể là những câu hỏi khó hoặc cũng có thể là những câu hỏi dễ nhưng mà nhiều người vẫn chưa biết cách làm hoặc đã biết cách làm nhưng chưa biết làm sao có cách làm nào tốt hơn hay không. Rồi hôm nay thì mình có thấy một câu hỏi trên Facebook trong cộng đồng HTML CSS của một bạn. Đó là bạn ấy hỏi là làm sao để có thể làm được cái tab mà giống như cái trang Tiki này. Ở đây là trường hợp làm ở trên mobile nhé, tức là khi chúng ta vào chúng ta có thể kích sang các cái tab ấy thì các bạn thấy là nó chuyển đúng không? Kích này, đang xử lý này, chờ thanh toán tất cả đơn hàng. Nhưng mà cái quan trọng nhất bạn ấy hỏi đó là làm sao để khi vuốt đó người dùng có thể vuốt sang trái, vuốt sang phải như thế này mà chuyển tab được. Cái này thì rất là đơn giản các bạn nhé. Nếu các bạn mà làm đã từng gọi là va vấp rồi thì mình thấy rất đơn giản thôi, nhưng mà đối với những bạn mới thì có thể là mình cũng chưa biết làm như nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng hai cách. Cách thứ nhất mà cũng là cái cách phổ biến nhất mà mình nghĩ là các bạn thường xuyên làm, đó là sẽ dùng một cái thư viện nào đó có sẵn, thường là những cái như là cái tab như này hoặc là cái pop up, cái slider, những thứ mà các bạn thấy là nó thường xuyên lặp lại thì khả năng rất lớn là đã có người viết thư viện đó rồi, bởi vì cộng đồng về lập trình, nhất là lập trình web thì rất là đông, nhất là các trang ở nước ngoài thì họ viết rất nhiều. Đấy. Nên là nếu mà mình không muốn mất nhiều thời gian và cũng không cần phải hiểu sâu quá thì chúng ta có thể dùng thư viện nhé. Cách thứ hai là mình sẽ giúp các bạn tự viết từ đầu luôn. Cũng 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 không hẳn phải là từ đầu hẳn mà chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện đó là cái jQuery. Cái jQuery thì chắc hẳn các bạn cũng biết là trong web thì phần lớn là mình sẽ dùng đến cái thư viện đó, tức là rất nhiều cái thư viện khác họ sử dụng cái jQuery là nền tảng, nên là tạm thời mình cũng có thể coi như là mặc định là có jQuery đi, nên là mình gọi cái cách thứ hai đó là cách chúng ta code thủ công từ đầu. Đấy. Thì mỗi cách đều có cái ưu điểm riêng. Cách thứ nhất dùng thư viện thì nhanh và thường là sẽ ít lỗi bởi vì thư viện thì được chia sẻ cho nhiều người rồi. Cách thứ hai thì ưu điểm của nó đó là có thể là code của chúng ta sẽ nhẹ hơn, chúng ta ít phải sử dụng thư viện ngoài bởi vì thư viện họ thường sẽ viết để cho nhiều tình huống nên nó sẽ có những cái code mà chúng ta sẽ thấy là cảm giác như là nó thừa. Thì cách thứ hai đó là chúng ta không bị thừa code, nhưng mà nhược điểm đó là chúng ta phải tự viết. Đối với cách thứ nhất dùng thư viện thì ở đây mình sẽ dùng thư viện đó là cái Slick Slider. Các bạn chắc hẳn là cũng không có lạ lẫm gì đối với cái thư viện này. Đây là thư viện để giúp chúng ta làm những cái slider kiểu kiểu như thế này. Đó, một cái này, ba cái và có cả đấy, đáp ứng nó vuốt được luôn đúng không? Đó. Lý do tại sao mà mình dùng cái thư viện này ấy, bởi vì hầu hết các cái web bây giờ thì nó đều có cái phần slider lớn ở trên web và thường cái phần slider đó thì mọi người sẽ dùng cái thư viện, thường cái phần slider đấy mọi người sẽ dùng cái Slick Slider này hoặc là có một cái thư viện khác là cái Owin thì phải. Đấy thì hai thư viện nó cũng gần tương tự thôi, thì mình thường dùng cái thư viện này nhiều nhất đó, thì mình có thể dùng luôn cái thư viện này để trong web mình không phải phát sinh thêm một cái thư viện thứ hai, tức là mình chỉ cần một cái thư viện là Slick Slider này thôi thì mình dùng cho tất cả những cái khối mà nó có kiểu dạng trượt trượt được như thế này đó, thì mình không phát sinh nhiều thư viện rồi. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta đang muốn làm cái mà nó có hai cái tab này cơ mà, cái slider này thì cũng nó giống cái này thì nó giống cái Slick Slider rồi đúng không, nhưng mà đang vấn đề là có hai cái tab đúng không, thì các bạn cũng đừng có lo lắng nhá. Chúng ta xuống dưới một tí thì mình đã thấy cái phần này chúng ta có thể sử dụng được. Đây rồi, chúng ta đã nhìn thấy cái phần gọi là slider syncing này, tức là slider đồng bộ ở đây nhé. Nó hơi ngược tí là chúng ta cái tab này nó nằm ở trên, cái này ở dưới, thì thực ra là tí nữa mình chỉnh cũng dễ thôi, nó chỉ sắp xếp thứ tự hai khối đấy. Thì các bạn hãy coi như đây là các tab, mình kích vào tab 2 là kích tab 1, kích tab 5, các bạn đã thấy là được tab rồi đúng không? Bây giờ chúng ta thử vuốt nhé, đó cũng được ngay đúng không? Như vậy đây chính là cái mà chúng ta đang cần rồi.
Và cái thư viện Slick Slider này thì cũng cũng rất là dễ dùng thôi. Trong này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn dùng từ đầu luôn. Nếu mà bạn nào trong này mình sẽ hướng dẫn sử dụng từ đầu cái thư viện này luôn. Nếu mà bạn nào chưa biết dùng cái thư viện Slick Slider này thì có thể cũng học cách dùng luôn qua đây. Ở đây mình sử dụng phần mềm Visual Studio Code đối với các ví dụ về HTML, CSS hoặc là về frontend nói chung thì mình sẽ dùng phần mềm này. Trước tiên thì chúng ta ở đây chúng ta tạo một cái folder, sau đó tạo cái file index.html. Chúng ta gõ chấm than và tab lại để nó sẽ tạo sẵn cho chúng ta cái file HTML mặc định có cái thẻ viewport. Ở đây thì mình có đặt tên cái title đi, đấy, HTML script mình tạm đặt nó là script tab, bởi vì nó là cái tab chúng ta muốn để ý đến cái trượt trượt sang. Rồi đầu tiên thì mình sẽ phải kéo các cái thư viện vào. JS thì mình thường sẽ kéo ở cuối thẻ body nhé. Đối với khi làm HTML CSS thì cái phần CSS thì các bạn có thể để ở phía trong thẻ head, còn JS thì thường sẽ để ở cuối thẻ body. Lý do CSS mình để ở đầu thì để khi trang nó đọc được CSS thì nó sẽ dựng lên cái trang nó không bị vỡ, hoặc là theo kiểu các bạn sẽ nhìn nó như kiểu là một cái trang bị lỗi ấy. Cái JS thì mình để ở phía cuối thì đây cũng là một trong những cái yêu cầu về tối ưu tốc độ tải trang mà Google họ đưa ra, nó cũng là cái chuẩn thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trước tiên là mình sẽ tạo một cái file main đi để mình viết một vài cái CSS của mình add folder. Thường mình sẽ để ở trong file asset. Đấy. Trong này thì mình sẽ thêm một cái thư mục nó là CSS này. Rồi. Trong CSS mình sẽ tạo file new file đúng không? File main .css link href bằng đây là gì? Asset này. CSS. Ấy chà. Asset CSS main rel bằng style sheet. Rồi, đây là file main. Chúng ta quay trở lại cái trang Slick này để mình xem cách họ hướng dẫn là làm như nào nhá. Chúng ta thường kích vào phần UX này. Rồi, ở đây là setup cho HTML markup này. Thế chúng ta sẽ cần một cái đoạn mã như này. Rồi, vào tạm tắt file main đi. Ta paste vào body đã. Rồi. Tiếp theo move slick folder into your project này, tức là kéo cái thư mục này vào và chúng ta để file slick.css. Ở đây thì mình chưa có thì mình sẽ phải tải về. Thử ở đây xem nào, có lẽ là get it now. Đây rồi. Download now. Sau khi download được cái phần code về thì chúng ta sẽ giải nén và chúng ta đưa vào trong Visual Code. Ở đây thì mình có tạo một cái thư mục là JS này và mình chỉ lấy hai file, là một file CSS của họ và file thứ hai là file JavaScript. Bây giờ tiếp theo mình quay lại cái phần hướng dẫn của họ nhé. Thì đây tiếp theo là họ yêu cầu là mình kéo cái file CSS vào này. Thứ nhất là cái file slick.css là file quan trọng nhất này. Thứ hai là họ bảo nếu mà mình muốn dùng cái gọi là cái style sheet có sẵn của họ thì mình thêm cái slick theme này vào, còn nếu mình không muốn thì thôi. Thì trước tiên là mình kéo cái này vào. Thường là đối với các thư viện thì mình sẽ để bên trên cái file tùy chỉnh của mình, link rel này, type text CSS. Còn cái này thì chúng ta sẽ href, mình sửa thành href của mình đi, asset này. Set js/slick.cd. Tiếp theo đó là cái thư viện JavaScript của họ. Đây. Add cái slick.js before your closing body tag, tức là trước cái thẻ đóng của body là được. Sau khi mà đã có được cái jQuery và require cái jQuery 1.7 trở lên. Đấy.
Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái slick trước đã. Chúng ta quay lại code chúng ta bếp ở đây. Đường dẫn thì cũng sửa thành của mình đi. Asset js slick.js rồi. jQuery nhá. jQuery thì chúng ta cứ lấy cái mới nhất đi. Đối với thư viện jQuery thì các bạn chỉ cần lên trang jQuery.com hoặc là chúng ta lên Google và chúng ta gõ tìm kiếm thì nó sẽ ra đây. Chúng ta chọn download. Nó sẽ dẫn lên trang download thì mình sẽ lấy một cái bản mà đã nén rồi. Đây, download compress. Đây, tức là bản này là bản đã nén rồi. Nó mở file này thì chúng ta chọn Ctrl S để chúng ta save cái file về máy nhá. Sau khi mà chúng ta tải được thư viện jQuery về máy thì chúng ta lại cho vào cái thư mục JS này và mình kéo vào web. Đó. Thì do cái slick nó bị phụ thuộc vào cái jQuery nên là mình sẽ phải gọi đến cái jQuery trước. Đối với cái Slick hoặc là cái jQuery này, nếu mà các bạn nào không muốn tải về thì chúng ta có thể search cái link CDN của họ, tức là cái link online thì chúng ta có thể paste trực tiếp vào và không phải tải về web. Nhưng mà thông thường trong các cái ví dụ thì bình thường mình sẽ tải đủ luôn để các bạn có thể chạy thử mà không phải phụ thuộc vào cái tài nguyên bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang xem bên Slick họ hướng dẫn tiếp như nào nhá. Đây rồi, họ sẽ hướng dẫn chúng ta khởi tạo một cái như này, your class.slick, đây là city name, copy đi, cứ tạm copy đã. Khởi tạo mình sẽ viết một đoạn ở phía dưới này, script. Cái city name này mình tạm thời chưa có gì, mình bỏ trống đi. Ở đây cái your class chính là cái khối của chúng ta ở đây. Nếu chúng ta muốn đặt đây là cái slick chẳng hạn đi. Thì mình chuyển cái dưới xuống đây là được thôi. Đó. Chúng ta quay sang xem họ hướng dẫn gì nữa nhá. Ở đây là cái phần setting, tức là cái phần cài đặt cho cái khối đấy. Nếu chúng ta không để cái gì vào thì nó sẽ ăn theo cái mặc định. Mình cứ thử chạy xem nó đã chạy được cái thư viện này chưa nhá. Mình thử chạy xem cái thư viện nó đã chạy được chưa nhá. Load lại trang cho ăn đi. Đấy, ở đây chúng ta có cho content này. Kick next, next được này, vuốt. Vuốt được. Cái thằng slick này vuốt trên cái màn hình lớn này thì chúng ta kéo nó hơi tức mình một tí là phải kéo một đoạn dài dài nó mới vuốt qua. Trên điện thoại có thể là sẽ tốt hơn. Đó. Như vậy là mình đã được cái khối gọi là cái khối phía dưới này rồi. Bây giờ mình làm sao mà lại có cái tab ở trên được? Thì chúng ta quay lại trang Slick, nó sẽ có một phần ở đây. Vừa rồi chúng ta đã vừa mới xem ấy, đó là phần là slider scene. Chính xác là chúng ta sẽ tạo hai cái slider và chúng ta cho nó chạy cùng nhau. Đó. Mình có cái khối dưới rồi thì mình sẽ tạo thêm một cái khối ở trên. Mình sẽ đặt đây là tab 1, tab 2, tab 3 đấy nhé. Thử ra nhé. Tab 1 Slick nhé. Slick tab. Slick gọi là content này. Mình đặt hai cái khối này. Mình vẫn để cái class Slick ở trước để sau này mình có những cái ý đồ. Ví dụ như là mình muốn có những cái cài đặt về JavaScript hoặc là về CSS cho tất cả những cái khối Slick này thì mình sẽ viết theo cái class này cho nó tiện. Còn cái phía dưới là để mình viết riêng cho cái tab và cái content nó khác nhau. Đấy. Cứ giả sử như bây giờ chúng ta có một cái ở trên rồi. Đây. Coi như cái khối này là cái khối khởi tạo những cái slick content đi. Thì bây giờ mình khởi tạo cho cả cái slick tab nữa. Mặc định khởi tạo tab trước đi. Xem lại chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy tab 1, tab 2 cũng vừa được. Ở đây là content 1, content là 2 đúng không? Nhưng mà bây giờ vấn đề là nó đang chưa ăn với nhau khi chúng ta vuốt content này. Đó, khi chúng ta vuốt content này thì không thấy cái tab nó thay đổi gì đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ viết một cái đoạn khởi tạo này.
để đồng bộ hai cái nó vào nhau. Ở đây người ta ví dụ như là cái Snake Navigator này, tức là cái điều khiển, ở đây là nó là cái tab này. Còn cái slider for này là cái mà nó chịu ảnh hưởng đó. Thì mình sẽ copy hai cái đoạn này. Chúng ta khởi tạo. Thực ra là mình sẽ thay cho hai cái khởi tạo của mình vừa rồi thôi. Theo đúng cái lịch trình thì mình khởi tạo cái tab trước, sau đó mình khởi tạo cái ăn theo sau. Đấy, ví dụ mình khởi tạo cái select tab. Rồi. Ở dưới là select content. Xóa cái của mình đi. Đấy. For thì cái select tab này thì trong cái AS nav for này thì mình lại chỉ đến cái content. Còn trong cái content thì mình lại chỉ đến cái select tab này, tức là hai cái nó chỉ đến nhau ấy, để đại ý là nó sẽ hiểu là hai thằng này ăn theo nhau. Thế thôi. Rồi. Chúng ta quay lại phần trình duyệt để xem kết quả nhé. Thì mình thấy nó hiện cái tab này rồi. Ví dụ bây giờ mình là tab 1 để mình để kích tab 2 đó, nó đổi nội dung rồi. Nhưng mà các bạn sẽ chưa nhìn được cái vuốt vuốt được, bởi vì ở đây cái màn hình nó lớn ấy, nó bây giờ mình thử giả lập như kiểu màn hình bên bên cái trang mẫu Tiki này để xem như nào. Tab 1, tab 2, tab 3. Ở đây nó có nhiều tab, mình thêm một vài tab nữa để cho nó tràn hẳn ra ngoài đi. Content thì sẽ có cái 4 một cái 5. Đó, như vậy là chúng ta đã thấy có các tab này và chúng ta thử vuốt này. Đó, thấy đã được cơ bản là về chức năng là mình thấy là nó chạy giống như ở kia rồi đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh một chút nữa cho nó đẹp và nó giống cái mẫu thôi. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có cái nút Next này, nút Preview này, các nút 1, 2, 3. Thì quay lại ví dụ để mình cho các bạn hình dung nó dễ hơn đấy. Cái nút Next, nút nút Preview thì thường nó sẽ giống các nút như này, các cái dấu chấm kia này để chúng ta làm những cái này. Đấy. Thì thông thường là có những cái thiết kế mà các bạn để những cái nút tiến, nút lùi và cái dấu chấm thì các bạn sẽ viết CSS cho hai cái thành phần này để nó hiển thị giống như thế kia. Còn trong cái ví dụ này chúng ta không cần cái nút tiến lùi hoặc là các cái dấu chấm chấm này, thì mình sẽ dùng CSS để mình ẩn hết nó đi nhá. Chúng ta viết ở cái file main đi. Thông thường khi viết CSS thì mình có thể là mình tạo các cái region này để mình tách các cái khối ra. Ví dụ ở đây mình sẽ viết là chỉnh sửa select slider đi. Đó, ở dưới thì cũng cấu trúc gần gần giống. Sao sao ở đây là thăng end region. Chúng ta quay sang đây xem mã để cần ẩn những cái gì. Chúng ta chọn inspect này. Zoom to lên cho các bạn xem. Mình căn chung cộng mình zoom to lên cho các bạn xem ở đây nè. Mình cần ẩn những cái gì? Ở đây thì mình sẽ viết là trong cái select mình ẩn cái select arrow đi. Đây các bạn nhìn cái nút preview có select preview là select arrow này. Cái nút next thì có select next, select arrow. Đấy, thì mình sẽ ẩn thằng này đi đi. Vừa rồi chúng ta chỉ đặt tên mỗi cái select và cái select tab thôi, thì chúng ta thấy nó tự thêm các cái class, ví dụ select initialize này tức là thể hiện là đã được khởi tạo này, select slider là cái chung này. Thì mình sẽ viết trong select slider nhá, select slider này. Ẩn cái nút đấy đi. Đó các bạn đã thấy nó ẩn cái chấm next preview rồi, mấy cái chấm chấm này bèn nó đi. Nó là cái select dot rồi. Dot này. Chúng ta display năm nốt đi. Khi mà viết nhiều cái nó cùng thuộc tính thì chúng ta có thể viết dòng trên phải này xong ở dưới nó. Chúng ta quay sang xem nhá. Đó, nó đã ẩn hết mấy cái kia rồi. Thì các bạn để ý ở đây có cái region của mình. Đó. Bây giờ các bạn đã thấy cái region hay chưa? Nó sẽ đóng lại được. Ví dụ ở đây mình sẽ copy một cái region khác nhá. Mình thử cho các bạn thôi. Mình sẽ viết đây là một vài điều chỉnh chung đi, điều chỉnh toàn trang 15.
mình chuyển nó lên trên tí đi. Đấy, giả sử trong một trang mà các bạn viết có rất nhiều khối như này mà mình khi mình muốn xem lại nó dễ dàng và nó gọn thì các bạn cho vào region thì các bạn sẽ để ý sẽ thấy là nó đóng được lại đó. Các bạn khi đóng lại các bạn đã nhìn thấy từng khối rất là rõ ràng. Quay lại phần hiển thị thì chúng ta đã chỉnh xong gọi là cái gọi là cơ bản nhất rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉnh cái select cho cái phần tab và phần content. Tab ở đây thì chúng ta để ý thấy ở trên thì nó chỉ có đơn giản là một khối và nó đánh dấu gạch chân cái hiện tại đúng không? Chúng ta sẽ soi cái mã này nhé để có một cái điều rất là quan trọng đây. Trong cái phần cái slick này các bạn để ý đến mình đang là cái do content 2 là tức là nó phải đánh dấu được cái tab 2 nhá. Thì các bạn soi cái này sẽ thấy là cái tab 2 nó sẽ đánh dấu. Ở đây nó có hai class, một là cái slick current, hai là cái slick active. Đây, active. Những cái slick active là những cái mà nó hiện trên màn hình này, còn cái current này là cái đang được tích. Mình thử tích vào cái 3 nhá. Đó, mình sẽ thấy là nó đảo cái current xuống cái 3 này. Như vậy là chúng ta cần viết select cho cái slick current này thôi. Slick current này là ở trong cái khối trong khối slick tab đúng không? Để mình đánh dấu đúng cái đấy mà. Tạm thời mình cứ thử để color màu đỏ để các bạn nhìn thấy sự khác biệt ạ. Chúng ta refresh lại. Sau khi refresh thì mình mới phát hiện ra là cái vừa rồi mình để display none thì bị nó hủy mất. Thì bây giờ mình chơi hẳn important ý. Cắn cho F5 lại cái cho chắc cú đi. Rồi. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ đánh dấu cái ở dưới tab hiện tại này theo cái màu này, ví dụ đi slick current. Đây, đối với cái slick current thì chúng ta để thử cái border này đây. Đó, chúng ta sẽ thấy đây, bên này là mẫu căn giữa và chữ nữa đi, thì căn giữa thì là mình để chung vào đây đi, take align center. Đó, thì chúng ta thấy phần tab đã coi như là giống mẫu rồi đúng không? Phần nội dung, nội dung ở dưới thì chả có gì cả. Mình chỉ để cái màu này đi cho nó nhìn nó khác hẳn ra thôi nhá. Thì cái màu này nó thuộc ở cái phần dưới. Thuộc trong cái slick content mình viết. Đấy, thì chúng ta copy cái này đi. Slick tab, slick content này. F7 có vẻ vẫn sáng quá nhỉ, cho màu tối hơn đi. Đó, các bạn đã thấy nhỉ, tab 1, tab 2, tab 3. Ở dưới này cho content 3 này, 2, 1. Bây giờ nó còn một cái vấn đề nữa, đó là làm sao để cái tab 1 này nó bắt đầu giống như ở đây. Thì trong cái slick ấy, nó có một cái thuộc tính đó là có để lặp hay không. Khởi tạo đây, mình sẽ thêm một cái nữa. Phổ này. Chúng ta thêm cái thuộc tính này infinite này vào để nó không lặp vô hạn cái slick của chúng ta nữa. Chúng ta đã thấy là bắt đầu tab 1 đúng không? Tab 2, tab 3, tab 4, tab 5. Thì giờ nó lại có một cái vấn đề hơi nhỏ nhỏ nữa là cái thằng cha tab này nó lại đứng ở giữa. Thì nó là do vừa nãy mình khởi tạo thôi. Ở đây mình khởi tạo mình có một cái là center mode này. Đấy, thì mình bỏ cái này đi là được. Đó, bây giờ chúng ta nhìn gọi là đẹp dai giống mẫu chưa? Tab 1, tab 2, tab 3 lại kích cái tab này, nó cũng tự cuộn và chúng ta vuốt nó cũng tự cuộn. Tất cả đơn chờ thanh toán đang xử lý, đang vận chuyển. Tất cả đơn này.
Ở đây thì mình có đổi lại tên các cái tab để chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ dài nó khác nhau. Chúng ta quay lại trang kết quả. Đó, các bạn đã thấy bây giờ tất cả đơn này chờ thanh toán, đang xử lý, đang vận chuyển, đã hủy. Thank you.